Kính chào bà con và các bạn, bây giờ là thời lượng của trang nông nghiệp. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau: tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, dự báo thời tiết nông vụ từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2022. Trước hết là trang tin nông nghiệp. Thưa bà con và các bạn, thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2022, vừa qua, Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh, các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có trên 600 tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và phân phối vật tư nông nghiệp qua nhiều kênh, giúp cho hàng hóa đến tay người nông dân thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời. Công tác thanh kiểm tra tập trung vào điều kiện sản xuất kinh doanh, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Đoàn đã lấy mẫu thức ăn thủy sản, mẫu men vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản, mẫu thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y dùng trong chăn nuôi thú y, mẫu phân bón NPK để kiểm tra chất lượng. Song song với đó, đoàn còn tiến hành thanh tra, kiểm tra chứng chỉ kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký và chủ động đến chất lượng hàng hóa, giá cả của sản phẩm và chất lượng dịch vụ, điều kiện kinh doanh, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, công tác bảo quản, giữ gìn và bảo vệ môi trường trong kinh doanh. Qua đây, nhận thức và kỹ năng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y, thức ăn trong chăn nuôi của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và người nông dân được nâng cao, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, nuôi trồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức đoàn kiểm tra kết quả hoạt động tháng hành động về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, nhằm tăng cường việc chấp hành chính sách pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong tháng hành động về chống khai thác bất hợp pháp từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các đơn vị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương xây dựng các băng rôn treo tại cảng, phát hơn 250 tờ rơi hướng dẫn vùng khai thác thủy sản, 250 sổ tay hướng dẫn người đi biển, xây dựng các phóng sự, bản tin để hướng dẫn, phổ biến đến toàn thể người dân. Đồng thời chỉ đạo chi cục thủy sản phối hợp với đồn biên phòng Triều Vân, đảo Cồn Cỏ và đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa Việt, công an tỉnh tổ chức 6 chuyến biển tuần tra trên biển và tuần tra khu vực cảng cá, bến cá, kiểm tra kiểm soát trên 70 lượt phương tiện, phát hiện 11 vụ vi phạm và đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp, xử phạt 28.500.000 đồng. Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vi phạm quy định về bảo vệ các loài thủy sản, vi phạm về quản lý khai thác thủy sản. Tại các đồn, trạm kiểm soát biên phòng ven biển đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát 100% số lượng tàu cá xuất lệch đi khai thác thủy sản. Trong thời gian qua, đã kiên quyết không cho các tàu cá ra khơi khi chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chống khai thác bất hợp pháp. Hướng dẫn ngư dân hiểu, ghi chép chính xác, đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, trang bị các giấy tờ theo quy định khi thực hiện hoạt động khai thác thủy sản, các quy định pháp luật về hoạt động IUU và hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các biểu mẫu theo quy định. Thông qua triển khai tháng hành động, đã tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trên biển của ngư dân, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác khai thác thủy sản. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát sinh và lây lan, đồng thời ngăn ngừa bệnh truyền lây cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, thực hiện công văn số 1199 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công văn số 846 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường. Ngành Nông nghiệp Quảng Trị đã chủ động triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.
Nhằm chủ động ngăn chặn phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm, những ngày này, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi được các cấp chính quyền, ngành chức năng và nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực. Đây được xem là một trong những giải pháp phòng bệnh hiệu quả trên đàn gia súc gia cầm. Hưởng ứng tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm nay, gia đình ông Trần Xuân Tiếp, thôn An Lộng, xã Triều Hòa, huyện Triệu Phong tích cực triển khai các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, bổ sung chế độ ăn hợp lý cho đàn vật nuôi của gia đình. Qua sự hướng dẫn của bên thú y huyện cũng như thú y xã, gia đình chúng tôi thực hiện các cái bước phun trừ khử trùng nhằm đảm bảo cho đàn gia súc tăng trưởng tốt, không lây lan dịch bệnh trong chuồng trại, cũng như không lây lan dịch bệnh cho các hộ lân cận xung quanh. Nhằm đảm bảo sự phát triển của đàn gia súc, đem lại nền kinh tế cho gia đình. Hiện nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng chuồng nuôi đang được chính quyền, ngành chức năng và nhân dân tích cực triển khai thực hiện hiệu quả nhằm bảo vệ đàn vật nuôi. Tất cả các đối tượng thuộc diện phải vệ sinh, khử trùng, tiêu độc được thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc 100%. Việc vệ sinh khử trùng tiêu độc được thực hiện theo quy định. Vệ sinh cơ giới trước sau đó, tiến hành khử trùng tiêu độc bằng hóa chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình khử trùng tiêu độc. Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc được trang bị đầy đủ dụng cụ và bảo hộ lao động như bình bơm, khẩu trang, kính, găng tay, quần áo bảo hộ. Đối tượng vệ sinh khử trùng tiêu độc là cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, chợ buôn bán gia súc gia cầm sống, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm. Trạm cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn toàn huyện, thì sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng một tuần một lần đối với những cái trang trại chưa có dịch bệnh xảy ra. Đối với những cái trang trại đã có dịch bệnh thì tiến hành tiêu độc khử trùng hai lần trên một tuần. Và đặc biệt thì phải hướng dẫn cho bà con là về cái vệ sinh, thu gom những cái chất thải rắn để tiến hành là ủ vôi, đồng thời là vệ sinh triển khai tiêu độc theo cái hướng dẫn của cơ quan thú y. Thực hiện đợt tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc sẽ tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm da nổi cục trên trâu bò, cúm da cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, tai xanh ở lợn, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, hạn chế và ngăn chặn phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hiện toàn tỉnh có trên 21.710 con trâu, 55.650 con bò, gần 160.000 con lợn và khoảng 3.600 con gia cầm. Trong những tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Tuy nhiên, hiện đang là thời điểm giao mùa, sức đề kháng của vật nuôi giảm nên nguy cơ nhiễm bệnh và khả năng bùng phát dịch bệnh là rất cao. Vì vậy, việc vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi được xem là biện pháp hữu hiệu để tiêu diệt mầm bệnh lưu trữ, phát tán trong môi trường, cắt đứt được vòng luyện lây nhiễm mầm bệnh xâm nhập vào vật nuôi, hạn chế dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng. Đứng trước cái nguy cơ mà ô nhiễm môi trường do cái dịch bệnh từ năm 2021 để lại, cũng như là đầu năm 2022 đến nay, thì như vậy là thực hiện cái công văn số 1199 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cũng như là công văn số 846 của Ủy ban tỉnh về cái việc thực hiện cái tháng tiêu độc khử trùng. Thì như vậy Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành kế hoạch số 493 về việc mà triển khai cái tháng tiêu độc khử trùng môi trường. Thì mục đích của tháng tiêu độc khử trùng này thì nhằm là tiêu diệt cái mầm bệnh trong cái trang trại chăn nuôi, trong cái cơ sở chăn nuôi và môi trường, để giúp cho cái việc chăn nuôi
đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thì về phía chi cục thì như vậy là trên cơ sở cái kế hoạch của ủy ban của Sở Nông nghiệp thì đã cấp hơn 3.400 lít hóa chất cho các địa phương để phục vụ tiêu độc khử trùng, với cả cái đối tượng tiêu độc khử trùng là các cái hộ chăn, các cái trang trại chăn nuôi, các cái cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi. Đối tượng thứ hai á, là các cái cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. Đối tượng thứ ba á, là các cái đường làng ngõ xóm nơi công cộng. Đấy, thì như vậy là và một số cái khu vực khác mà có cái nguy cơ ô nhiễm môi trường như là cái ổ dịch cũ này, cái khu chôn gia súc gia cầm. Từ việc chủ động triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi sẽ tăng cường phòng chống và kịp thời ngăn ngừa có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm nói chung, dịch tả lợn châu Phi nói riêng, giúp ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho người tiêu dùng. Bà con và các bạn đang theo dõi trang nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Phần cuối chương trình là tiểu mục dự báo thời tiết nông vụ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong khoảng thời gian từ 20 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hai ngày đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Những ngày còn lại, chủ yếu của phía Nam rãnh áp thấp có trục 25-28 độ Vĩ Bắc, nối với áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Trong đó, rãnh áp thấp bị nén đẩy dịch xuống phía Nam và dần dần lên bởi bộ phận không khí lạnh phía Bắc vào khoảng 27-29 tháng 4. Thời tiết chủ yếu, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, đêm ít mưa, nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ và dao động từ 25-27 độ. Mưa chủ yếu dưới dạng mưa rào kèm theo dông nên phân bổ không đồng đều giữa các vùng. Nhìn chung lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ và đạt 30-60mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đặc biệt là ở khu vực vùng núi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-95%. Mực nước vùng thượng lưu các sông có xu thế giảm chậm, lượng dòng chảy các sông ở mức nhỏ hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Lượng dòng chảy trên sông Bến Hải đạt từ 40-50% so với lượng dòng chảy trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trong thời gian này, vùng hạ lưu sông chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước sông thay đổi theo chế độ triều với biên độ triều lớn nhất trong khoảng từ ngày 20 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, xuất hiện vào thời kỳ từ 20-22 tháng 4, sau đó giảm dần đến cuối thời kỳ. Độ mặn xâm nhập vào sông yếu hơn năm 2021 và yếu hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Độ mặn lớn nhất trong thời kỳ này khả năng xuất hiện vào ngày 20-21 tháng 4. Các hiện tượng thời tiết thủy văn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng nhẹ trong khoảng 24-26 tháng 4 và ngày mùng 2-mùng 3 tháng 5, với mức nhiệt cao nhất phổ biến 36-38 độ. Độ ẩm thấp nhất từ 45-50%. Đây là thời kỳ đông xuất hiện nhiều. Trong cơn dông còn đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Cuối tháng 4 có khả năng xuất hiện một xoáy thuần nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Quảng Trị. Hiện nay cây lúa đang giai đoạn trổ, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, phun phân bón lá, thuốc phòng bệnh lem lẹp hạt, bệnh đào ôn cổ bông sau lúa trổ một tuần. Bà con nông dân cũng cần chú ý phòng trừ các đối tượng như bò xít, rầy nâu, nhện ré, khô vằn, đào ôn cổ bông, lùn sọc đen, thổi bè thổi thân gây hại lúa. Chú ý sâu đục thân hại cam, quýt, cà phê, bệnh héo đen đầu lá, phần trắng hại cao su, đặc biệt cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản. Đối với hoạt động chăn nuôi, bà con nông dân cần quản lý đàn gia súc gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi. Tiếp tục tiêm phòng các loại vaccine theo quy định, tăng cường các biện pháp phòng chống các loài dịch bệnh nguy hiểm ở vật nuôi. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi trang nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này vào tuần sau.